Ruộng tin vua cá coi bị Hà Thanh Xuân chia tay vì nợ nần chồng chất, từ chối nói về vợ cũ với lý do này. Đầu tháng 9, ca sĩ Hà Thanh Xuân bất ngờ thông báo đã chia tay vua cá coi Thắng Ngô sau một thời gian bên nhau. Cặp đôi từng gây xôn xao dư luận khi tổ chức đám cưới hoành tráng vào tháng 5 năm 2022. Chỉ sau 2 tháng quen biết, bất ngờ hơn, Hà Thanh Xuân cho biết cô và Thắng Ngô chưa từng đăng ký kết hôn và bản thân nữ ca sĩ cũng bị trầm cảm sau lễ cưới và không phù hợp với chồng về mọi tư tưởng. Sau khi Hà Thanh Xuân lên tiếng, nhất cử nhất động của Thắng Ngô đều được cư dân mạng và giới truyền thông quan tâm. Mới đây nhất, tin vua cá coi đang nợ nần chồng chất đã lan truyền khá nhanh trên mạng xã hội. Theo đó, tin đồn cho rằng nam doanh nhân đã bán hết siêu xe, vựa cá coi và rao bán đất để trả nợ. Thậm chí nhiều người cho rằng đây là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của anh và Hà Thanh Xuân tan vỡ. Tuy nhiên, khi được liên hệ, Thắng Ngô đã phủ nhận tin đồn thất thiệt này. Anh cho biết bản thân không hiểu vì sao lại xuất hiện những thông tin bôi nhọ danh dự của anh. Anh và luật sư đang thu nhập bằng chứng để tố giác người tung tin. Trên trang cá nhân của mình, ông xã Hà Thanh Xuân cũng trấn an mọi người rằng anh không vay, nợ ai và mong được mọi người giúp đỡ bằng cách chụp màn hình gửi cho anh và những bài viết, comment bôi nhọ anh. Chào mọi người, trong thời gian qua có nhiều thông tin về việc mình vay nợ không trả hoặc những thông tin mang tính bôi nhọ danh dự của mình. Do mình không quan tâm và xem thường việc này nên có một số người đã lợi dụng và có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Để thuận tiện trong việc thu nhập chứng cứ, mình rất mong được mọi người giúp đỡ bằng cách chụp màn hình bài viết và cùng những comment bôi nhọ mình, gửi vào hộp thư cho mình. Nếu có thể, các bạn vui lòng vào trang cá nhân của người bôi nhọ mình để lấy hình ảnh của người đó, số điện thoại, thông tin nơi ở, sẽ thuận lợi cho mình trong việc tố giác hành vi sai phạm, vi phạm pháp luật của họ. Xin cảm ơn tất cả mọi người, vua cá coi đăng tải. Chưa kể, chồng cũ Hà Thanh Xuân còn mạnh dạn tuyên bố người nào bị tôi lừa tranh thủ nộp đơn tố giác lên cơ quan cảnh sát điều tra nha, vì tên tôi đang rất hot đó, sẽ làm nhanh lắm. Nếu vì thương tôi quá mà chưa muốn thưa thì chuyển đơn tôi nộp dùm cho. Còn ai lừa tôi lấy tiền thì cũng nên siêng năng đi chùa, thú tôi hoặc chịu khó, làm từ thiện để tăng phúc khí. Biết đâu tôi vui quá mà quên luôn đó. Về tình trạng hôn nhân của anh với Hà Thanh Xuân, Thắng Ngô từ chối trả lời. Anh chỉ nói rằng đây là câu chuyện riêng tư của hai vợ chồng, chỉ mong sống bình yên và không bị mọi người đồn thổi. Trước đó, anh từng chia sẻ rằng anh đến với Hà Thanh Xuân lúc không có đồng nào. Thời điểm đó, toàn bộ tài sản đã để lại cho vợ cũ. Cũng rất may mắn vì bà xã luôn đồng cam cộng khổ. Thắng Ngô được biết đến với biệt danh vua cá coi Việt Nam. Anh sở hữu siêu thị cá coi hàng đầu thế giới với những giống quá quý và vô cùng đắt đỏ. Nhắc đến vua cá coi không thể nhắc đến đàn cá coi 39 con đẳng cấp, độc nhất được tuyển chọn từ những trang trại cá danh tiếng Nhật Bản mà vị đại gia này đang sở hữu với giá trị bạc tỷ. Trong đàn cá coi 39 con này, có chú coi lớn nhất với kích thước 106 cm thuộc hàng quý hiếm bậc nhất, từng gây sốt khắp giới sinh vật cảnh vào năm 2020. Cho đến nay, đàn cá coi của ông Thắng Ngô đã bổ sung thêm nhiều chủng loại mới, được xếp vào hàng quý hiếm đẳng cấp thế giới. Ông là người Việt Nam duy nhất được mời làm ban giám khảo cuộc thi cá coi quốc tế, tổ chức lần thứ 50 vào năm 2019. Tuy nhiên, ít ai biết được, trước khi nổi danh, ông từng nhiều lần thất bại trong kinh doanh và nợ như chúa trồm. Hà Thanh Xuân bóc trần sự thật nghẹt ngào về hôn nhân với vua cá coi sau thông báo chia tay. Không còn là tin đồn, Hà Thanh Xuân và vua cá coi đã chính thức đường ai nấy đi sau hơn một năm về chung một nhà. Kết hôn chưa đầy nửa năm đã dính nghi vấn ly hôn. Trong khi Hà Thanh Xuân luôn giữ im lặng thì vua cá coi Thắng Ngô lại nhiều lần tỏ thái độ bức xúc, phủ nhận chuyện tan vỡ. Tuy nhiên, trưa ngày 9 tháng 10, trên trang Facebook cá nhân, Hà Thanh Xuân đã đưa ra thông báo chính thức về việc cô và đại gia Thắng Ngô đã chính thức chia tay. Nguyên văn bài đăng của cô như sau. Xin chào cả nhà. Hôm nay Xuân xin phép được đăng status này để những ai quan tâm và yêu thương mình không còn phải hoài nghi hay lăn tăn về thông tin cuộc sống hôn nhân của Xuân nữa ạ. Xuân xin lỗi thật nhiều, khi viết những dòng này, tâm trạng của Xuân cũng cực kỳ buồn. Trước đây và đến bây giờ, Xuân chưa từng đăng ký kết hôn. Sau 2 tháng quen biết và gặp gỡ anh Thắng, do sự mong muốn của hai bên gia đình và hai người trong cuộc tưởng chừng mối quan hệ màu hồng thì đám cưới đã diễn ra rất nhanh chóng. Đúng như dự định của cả nhà, sau lễ cưới ấy, Xuân đã gần như trầm cảm và phải thu mình lại, không dám đọc bất cứ một bình luận nào trên mạng xã hội. Sau đó một thời gian ngắn cạnh nhau, cả hai đã phát sinh nhiều vấn đề và không phù hợp với trong mọi tư tưởng. Xuân đã sống một mình trong gần một năm qua và hôm nay Xuân dùng hết sự bình tĩnh để đăng thông tin này. Xuân chính thức chấm dứt mối quan hệ này và trở lại với cuộc sống độc thân cả nhà ạ. Mong rằng những gì đã qua là một bài học để Xuân được chín chắn hơn trong mọi quyết định của cuộc sống mình. Âm nhạc vẫn là ưu tiên hàng đầu và khán giả mãi mãi là gia đình thứ hai của Xuân. Hy vọng mọi người vẫn yêu thương và ủng hộ Xuân ạ. Xin chân thành cảm ơn tình cảm mà cả nhà vẫn luôn dành cho Xuân. Rất mong mọi người thương yêu Xuân. Xin vẫn thương yêu và tôn trọng việc riêng tư về sự đổ vỡ tình cảm này của Xuân. Trân trọng. Theo đó, sau đám cưới diễn ra vào ngày 2 tháng 5 năm 2022, chưa đầy nửa năm sau, Hà Thanh Xuân và vua cá coi đã sống ly thân. Cuộc sống hôn nhân không màu hồng như giọng ca hải ngoại tưởng tượng khi liên tục bị chỉ trích, tấn công trên mạng xã hội. Cô cho biết bản thân từng bị trầm cảm đến mức phải sống thu mình, không dám đọc bất kỳ bình luận nào. Đáng chú ý, lần đầu tiên Hà Thanh Xuân tiết lộ về việc cô và vua cá coi chưa hề đăng ký kết hôn. Như vậy, mối quan hệ giữa cả hai chưa được pháp luật công nhận. Nói cách khác, trên danh nghĩa mới chỉ là hai người yêu nhau mà thôi. Đổ vỡ hiện tại có lẽ là điều mà những người trong cuộc không hề mong muốn. Sự việc lần này cũng cho thấy tầm ảnh hưởng lớn của mạng xã hội đối với cuộc sống thực. Thay vì tiếp tục công kích cá nhân một ai đó, chúng ta nên thận trọng hơn trong những phát ngôn của mình để tránh đưa ra một sự việc nào đó đi quá xa hay đẩy một cá nhân nào đó đến bước đường cùng. Hãy là một người dùng mạng xã hội văn minh. Vua cá coi được cô gái lạ công khai tán tỉnh hậu chia tay, cách xử lý khiến ai cũng ngỡ ngàng. Đã một tháng trôi qua kể từ ngày vợ thứ hai nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân lên tiếng xác nhận về việc chia tay. Đến nay, vua cá coi dường như đã lấy lại tinh thần và tập trung toàn bộ sức lực, thời gian và sự nghiệp của mình. Khác với thời điểm thông tin đừng ai nấy đi với Hà Thanh Xuân vừa nổ ra, Thắng Ngô hiện tại đã không còn đôi co với dân mạng về chuyện đời tư nữa. Thay vào đó, nam doanh nhân chỉ trả lời những bình luận mang tính chất xây dựng tích cực hoặc liên quan đến công việc mà thôi. Tuy nhiên, ở bài đăng mới nhất vào hôm nay 11 tháng 10, một người dùng mạng đã bất ngờ để lại bình luận khen ngợi rằng phước cho ai lấy được anh làm chồng, tưởng chừng vua cá coi sẽ phớt lờ đi vì đây vốn liên quan đến chuyện tâm tư tình cảm. Bất ngờ thay, Thắng Ngô đã tỏ ra khá bình thản và hồi âm đầy sâu sắc. Cụ thể, nam doanh nhân viết, việc này tùy cảm nhận của mỗi người. Đôi khi với người này là phước, người khác là thảm họa, hi hi. Mà đáp trả ẩn ý này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Cách đây ít lâu, cư dân mạng được fan xôn xao khi vua cá coi có đăng bài làm rõ mối quan hệ với vợ cũ là Thanh Đào và vợ thứ hai là Hà Thanh Xuân. Theo đó, nam doanh nhân khẳng định ồn ào về cuộc sống riêng của mình cần phải chấm dứt. Tôi không phải là cậu trai mới lớn để cần phải có ai cho lời khuyên. Tôi là một người không dễ bỏ cuộc, nhưng khi tôi đã ra quyết định thì đó là lựa chọn tốt nhất mà không thể thay đổi. Tôi không cần phải chứng minh với người ngoài cuộc trong chuyện riêng tư, nhưng thực sự thì không thể bị bóp méo, Thắng Ngô bày tỏ. Chưa dừng lại ở đó, vua cá coi không ngần ngại đăng tải ảnh chụp màn hình hai cuộc đối thoại để chứng minh mối quan hệ của mình với Hà Thanh Xuân, khẳng định sau quyết định chia tay vợ đầu tiên là của luật sư thụ lý vụ ly hôn giữa vua cá coi với Thanh Đào gửi vào ngày 25 tháng 2 năm 2021. Nội dung tin nhắn nói về thủ tục để phân chia tài sản ly hôn. Còn lại là do TV, một người em thân thiết của Thắng Ngô nhắn tin cho Hà Thanh Xuân vào ngày 23 tháng 5 năm 2021. Đây cũng chính là người làm mai cho nữ ca sĩ và vua cá coi. Nam doanh nhân nói thêm, hành động của TV xuất phát từ việc người thân trong gia đình muốn anh có bạn để cân bằng cuộc sống tại thời điểm đó. Động thái này của vua cá coi Thắng Ngô được cho là để minh oan bản thân và Hà Thanh Xuân trước những lời gièm pha của cư dân mạng. Dù rằng cuộc hôn nhân của anh và vợ thứ hai đã dừng lại, tuy nhiên ở thời điểm còn mầm non với Hà Thanh Xuân, hiện tại thì nam doanh nhân vẫn bị chỉ trích là giao đổi bạn sang đổi vợ, còn nữ ca sĩ hải ngoại thì vướng phải nghi vấn làm trà xanh. Hồi tháng 5 năm 2022, Thắng Ngô cùng nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân tổ chức hôn lễ rình rang tại một trung tâm tiệc cưới hạng sang ở thành phố Hồ Chí Minh. Cặp đôi quen biết thông qua mai mối và có khoảng thời gian yêu xa khá lâu. Vua cá coi hơn nữ ca sĩ hải ngoại 13 tuổi và từng ly hôn. Khoảng 10 tháng sau khi hôn lễ diễn ra, cả hai bất ngờ vướng tin đồn rạn nứt. Nguyên nhân xuất phát từ việc dân mạng phát hiện Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân không còn là bạn bè và không tương tác nhiều với nhau trên mạng xã hội. Đồng thời, giọng ca sinh năm 1988 lúc ấy cũng liên tục có những dòng trạng thái bất ổn. Trái ngược với vợ cũ, thời điểm này, vua cá coi vẫn lên tiếng bảo vệ cuộc hôn nhân của mình và khẳng định cả hai không có vấn đề gì xảy ra. Vợ chồng anh chỉ đang tập trung vào công việc riêng của mỗi người mà thôi. Bẵng đi một thời gian, đến ngày 10 tháng 9 vừa qua, nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân chính thức thông báo cô và chồng là Thắng Ngô đã đừng ai nấy đi. Đáng chú ý cả hai vẫn chưa đăng ký kết hôn sau hôn lễ rình rang trước đó nên cũng không vướng bận gì.